hôm nay mình và tụi Ven đã chuẩn bị được ba cuốn sách các bạn. Mình vừa nhớ hôm qua và có bỏ một cái cuốn lan cho nó ăn các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ làm một món ăn rất là dân dã của chúng ta. Đó là món sốc nướng siêu cây các bạn. Mình sẽ làm siêu cây được ăn thế nào. Và món sốc này mình chỉ làm chế biến là chỉ bằng cách là đốt lửa rồi cạo lông các bạn, không có dùng nước sôi nha. Và bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị làm món sốc này các bạn. Và đây là ba cuốn sách của mình đã làm gần xong các bạn. Tụi mình đang hơ lại da để cho nó săn da lại và bớt ra những cái lông con đi nha các bạn. Sau đó thì tụi mình sẽ ướp gia vị và sẽ nướng nha các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị gia vị để ướp thịt sách cho các bạn. Đây là ớt các bạn. Mình sẽ cho ớt vào. Đây là sốc ớt siêu, nướng siêu cây nha các bạn. Đây là rất là nhiều ớt. Mình còn mang cả bì ớt bột thôi các bạn. Đêm hôm nay là chị ăn rất mồm các bạn ơi. Cho tèo đen, tụi Ven rất mồm nha các bạn. Mình dùng cục đá mình giả luôn. Rồi cho chú dân tộc luôn các bạn. Khá là thú vị. Chắc là giải xem là chén này bể luôn các bạn. Đá nè. Đúng rồi, chén không bể luôn các bạn. Bể chén luôn rồi này. Bể chén luôn rồi. Giờ mình chỉ ra cẩn thận hơn tí, không để bể là không có cái gì đựng luôn. Chỗ này nó hơi cơi các bạn ơi. Nên mình sẽ chuyển qua chỗ này giải các bạn. Sau khi giả chén gia vị cho các bạn, mình đã giả xong rồi chén gia vị để ướp thịt sắt các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng chén này để ướp lên bao sắt và nướng các bạn. Và bây giờ mình sẽ xiên sắt vào đang đi ra nha các bạn, để nướng nha, quay cho các bạn. Đây các bạn. Tèo đen làm coi xấu quá các bạn ơi. Rồi các bạn. Và sau khi tụi mình xuyên thế này thì tụi mình chỉ hơ lại một lần nữa để cho nó khô các bạn.
Và sau khi mình tụi mình hơ thế này rồi, bây giờ tụi mình sẽ ướp ướp vào hành ướp vào các bạn. Gia vị vào nha. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào cho các bạn. Mình cho bên tay luôn các bạn ơi. Đây là món siêu cay các bạn, rất là cay luôn. Rất hấp dẫn luôn các bạn. Cái này mà quay quẹt vào trong mắt thì chắc là rét mắt các bạn. Rất cay luôn, hỗn hợp. Nào là ớt, nào là sa tế luôn các bạn. Rất là nhiều hỗn hợp. Đây các bạn, mình đã ướp xong rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ nướng này. Khi nướng thì mình sẽ bo bớt sang này nha các bạn, lửa đó nha, bo bớt lửa đây. Bởi vì lửa nó cháy thì nó rất là nhanh bị cháy, chứ không có chín được hàng. Và đây các bạn, sau khi một lúc tụi mình nướng thì bây giờ nhìn rất là hấp dẫn các bạn này, hấp dẫn luôn, hấp dẫn nha các bạn, rất hấp dẫn luôn này. Đó, và giờ từng bạn thường đen sẽ làm nướng thêm một tí nữa tí nha các bạn. Tụi mình sẽ làm một chén muối chấm để tụi mình chấm món này nha các bạn. Các bạn, ở quê mình hiện tại là mùa mưa này, cho nên là trời rất là mây, rất là nhiều luôn này. Mà rất là nhiều luôn nha các bạn. Và đây là một cây gỗ keo các bạn. Có tuổi đời rất là lâu rồi, rất là to luôn này. Thằng cây rất to luôn rồi, 3-40 ôm là chắc cũng không hết các bạn ơi. Rất là to luôn. Đó các bạn, rồi rất là mù luôn nhé.
Và bây giờ tụi mình sẽ giảm muối cho các bạn. Và Tường Đen sẽ trổ tài giảm muối các bạn ơi. Muối chanh, lá chanh nha các bạn. Đây là lá chanh các bạn. Lá chanh này. Đó là lá chanh nha các bạn. Và chỉ là muối hột. Và mình đã chuẩn bị ớt các bạn. Ớt chanh này. Rất là nhiều luôn. Mình để mình giả cục đá mà chém nó này các bạn. À, nước còn không. Bây giờ mình tụi mình chỉ giả bằng căn dao các bạn. Cán của đây tiểu lý phi đào của mình đây. Và Tường Đen vừa thêm một ít bột ngọt vào các bạn. Bột ngọt vào. Và mình chỉ kêu Tường Đen chỉ thêm một miếng đường nữa. Tí nữa Tường Đen chỉ thêm miếng đường vào nữa nha các bạn. Bây giờ Tường Đen đang giả các bạn. Đó thôi các bạn ơi. Thì mình chúng ta giả cái lá của cái chanh đó các bạn, cái chanh đó nó chỉ bay cái ra tiết là cái chất. Nó rất là thơm luôn. Rất hấp dẫn. Nhưng mà tụi Đen cầm cái dao giả rất là hiếu các bạn ơi, cái mũi dao này. Tôi chỉ lên trời các bạn. Đó không? Nhìn ghê quá. Rất là ghê luôn. Rất là thơm các bạn ơi. Mới là chạy nước miếng rồi. Mình có tiếp tỏi các bạn. Giờ mình sẽ dùng qua Tường Đen giả luôn này. Và bây giờ Tường Đen chỉ thêm miếng đường vào nha các bạn. Chỉ cho miếng đường vào. Như nó có vị ngọt các bạn. Rồi chúng ta sẽ thành canh vào nha. Tường Đen chỉ cho miếng đường vào. Đó, ít đường thôi nha các bạn. Món này thì ít đường thôi, không cần nhiều đường đâu. Tường Đen chỉ giả thêm một tí nữa các bạn. Nhìn cái chén muối rất hấp dẫn các bạn ơi, rất thơm luôn nha các bạn. Chúng ta giả là có lá chanh vào nữa là rất là ngon. Nhìn chén muối chanh là mình chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Các bạn trong clip coi thế nào mình không biết, nhưng mà mình ngồi tại địa tay thì mình thấy rất là chảy, muốn chảy nước miếng luôn, nước miếng đang chảy ào luôn các bạn. Và bây giờ Tường Đen giả xem các bạn. Tường Đen bây giờ chỉ chuẩn bị một nửa chanh các bạn. Và tụi mình chỉ chờ chính xác. Và chúng mình sẽ nặn chanh vào và thưởng thức nha các bạn. Đây các bạn, nuôi cái chanh này. Và giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đem thịt sắp chín nha các bạn. Xem chín giờ để tụi mình ra làm nha. Dùng ngay các bạn. Và đó các bạn, sau 30 phút tụi mình nướng thì đã chín các bạn. Màu nhìn màu rất là đẹp luôn các bạn. Rất giống là quay luôn các bạn, nhưng mà đây là sóc nướng nha các bạn. Sóc nướng ướp siêu cay với rất là nhiều ớt. Bây giờ đã chín rồi, bây giờ tụi mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Giờ tụi mình sẽ nặn chanh vào trong này nha các bạn. Đó, mình sẽ nặn chanh vào. Các bạn. Nặn chanh vào các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ thưởng thức món thịt sắp nha các bạn. Tụi mình sẽ thưởng thức hai con này trước. Này trước nha các bạn. Mình và Tường Đen sẽ thưởng thức các bạn coi nha. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Rất thơm luôn này. Rất là thơm. Các bạn. Cảm ơn muối nha các bạn. Rất là thơm luôn, rất là ngon. Thịt đúng rồi, rất là ngon các bạn. Chấm với muối ớt rất là thơm luôn. Nó có vị dai nè. Ngọt. Và mùi đặc trưng của vị rừng núi nha các bạn.
nó ướp gia vị rất là nhiều, cho nên là khi chúng ta nướng nó chỉ thấm vào ở trong con chép nó rất là ngon. Bạn cảm nhận thế nào bạn? Hả? Ngon không? Thì chép rất là ngon và thơm nha các bạn. Đúng rồi luôn. Ủa, quá đã luôn các bạn ơi. Thịt rất là giòn này, thơm này, ngọt này. Rồi mà mình nướng các bạn, nó chín rất là, mình nướng mình tươi rất là đều luôn, cho nên là chín rất là ngọt. Không để cho những chín kế nha các bạn. Mà xem này, rất đều luôn không? Rất đều các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Cái da đó, nó da rất là ngon các bạn. Quả rất là cay luôn. Mình ăn tụi mình bây giờ muốn cháy môi luôn rồi. Rất cay. Nhưng mà ngon quá. Ngon thương lắm hả? Và bây giờ trời cũng đang mưa tới rồi, cho nên là tụi mình chỉ dừng video là tại đây nha các bạn. Mất tiền khép rất là thơm luôn. Sau một hồi tụi mình ăn sắp ướt xúc cây thì bây giờ muốn khép luôn các bạn, chạy nước bét luôn rồi. Rất là cay luôn. Bạn nào mà có làm theo thì bớt ướt lại nha, cay rất cay luôn. Rất là ngon nhưng mà cay rất cay luôn các bạn. Và video đến đây là kết thúc nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ thu dọn đồ về và sẽ làm video khác để phục vụ các bạn. Và các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh nha các bạn để tiếp tục xem những video tiếp theo của mình và tuần đeo nha các bạn. Và chúc các bạn có một buổi ngày vui vẻ nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha.